Xin lỗi cô chú. Ví dụ gì? Mẹ ba. Ví dụ gì? Mẹ ba là bị sợ quá, bị rồi bị không nhớ lời, bị xin lỗi. Xin chào. Xin chào. Cả nhà hôm nay mình đã trở lại với cái bếp quen thuộc của mình rồi. Ba Vi sẽ nấu món thịt ba chỉ. Đây thịt ba chỉ nè cả nhà. Quá trời ngon luôn. Trời, cái chảo này mà để gì nướng luôn á, là thịt nướng luôn á, là chắc là ngon lắm á. Mà tại vì mình ăn thịt nướng nhiều quá rồi, hôm nay mình sẽ làm món xào với lại bạch tuộc. Ở đây là có rau nè, hành tây nè, hành tây hai loại luôn ha, loại tím một loại trắng bình thường. À, ớt chuông nè, bắp cải, cà rốt. Đây là bạch tuộc nè, bạch tuộc cái con mà trắng á cả nhà. Đây là rau cần nha. Hôm nay mình sẽ làm xào cái món thịt ba chỉ xào bạch tuộc cay Hàn Quốc. Ông kêu không ngồi gia vị. Đem gia vị ra để bắt đầu là nêm nếm nè. Đó, trời thấy không cả nhà, quá trời gia vị luôn. Để quay đi cho cả nhà coi cho lên trước xem hôm nay đi làm cái gì. Đi làm cái gì đó đi ơi. Đi vẽ nè. Đi chào chú đi con. Đi chặt cột chỗ. Đi vẽ cái gì đó. Đi vẽ. Vẽ cái gì? Cái này. Con tô. Con này là tô. Con tô. Đi hôm nay ở trường học đi tết. Bậy. Té vẽ cái gì trời. Nè. Ngày nào cũng vẽ vẽ bị la mới đánh cho hai cây đó nha. Đòi nè cô chú. Nói đánh là khè. Ủa. Đánh nhẹ thôi không có tha thẹo đâu. Ví dụ đây mẹ thẹo rồi mà. Nói không phải thì đánh mẹ nữa nè. Bậy bậy. Lì ra tao đánh. Ví dụ Pi cái này làm nhiều rồi vậy. Ừ. Nhiều xíu rồi. Con với Quang nha. Dạ. Ừ, mẹ hả không thích lì đâu. Barbie bắt đầu làm cái gia vị để mình bỏ vô. Cái này là bột ớt cả nhà. Barbie dùng hai loại bột ớt nha. Cái loại bột ớt ở dưới là loại cay, còn cái loại này á loại để mình lấy màu thôi, nó không cay. Mình muốn xào cho cái màu đẹp thì mình phải dùng cái bột ớt đó. Đường nước. Cho 3 muỗng đường nước. Nước tương. 2 muỗng nước tương. Cái này là đường trắng nè. Rượu mùi. Dầu hào. Bột ngọt. Tiêu. Và cái phần cuối cùng là tương ớt. Nó tương ớt nha. Bên đây thì làm gia vị, bên kia thì thịt nó đang nướng. Tại cái món này đó mình phải nướng thịt cho nó hơi vàng lên á thì mình mới bắt đầu xào lại. Nè. Ừ. Như cấm đầu là cái này ăn ngon đâu không? Ồ vậy đó hả? Dạ. Bây giờ ba Vi bắt đầu bỏ rau vô cả nhà. Mình bỏ rau trước nha. Bạch tuộc là mình phải bỏ sau cùng á. Để hồi ăn con. Có thịt chín không? Có.
Thịt đó nó chín rồi đó cả nhà. Con làm sao cho thấy cưng đi rồi ba mới cho được chứ. Không thèm nhìn luôn kìa Vi. Nhúng nhúng nhảy nhảy coi. Hả? Vậy nó làm sao không cho được. Ý, ngon không? Rồi rau với thịt là mình trộn đều lên, bắt đầu mình bỏ vô gia vị vô nha. Trộn đều lên. Cái này là dầu ớt. Dầu ớt nó có cái mùi khói đó cả nhà, giống như là mình nấu món ăn mình bỏ vô cho nó có cái vị của quán ăn á. Bỏ bạch tuộc vào. Bỏ bạch tuộc vào là nó ngon hơn nữa nè. Wow. Thì nói một cái xíu rồi thì lấy cái dạy ăn nè, lấy cái tâm luôn đi. Lấy cái gì? Nó bụng xíu hả? Đó, đã thấy hẳn ha. Lấy gì ăn con? Để bụng đói ăn cơm nè. Lấy cái gì đi coi. Trời, vitamin hả? Lấy vitamin. Đi cất sắt. Ừ. Chín rồi nè cả nhà. Bỏ vô cho chút xíu là nó coi là chín rồi đó. Nhìn ngon quá luôn. Đâu cần nha. Wow, chín rồi nè. Barbie cuối cùng là Barbie rắc. Bên dưới thứ ba tôi không biết. Để khoan. Đó, Barbie rắc mè, mà cái này là mè là phải làm cho nó nhuyễn ra đó nhà, nó mới thơm. Đó, rồi thêm rắc cái mè này nữa. Thấy không? Thấy ba làm công phu không Bi? Ba làm quá trời hay luôn. Bà vừa đi xài. Chà chà. Bi cứ. À nè. Nè. Một cái ba. Ừ. Chị khá. Một cái ba. Chị khá. Là dễ phụ cho anh xa. Ông bụng cô quá. Một cái ba. Rồi sao. Nhận cơm đi con. Em ơi, bố cô bố cô bố ta đang gì thế? Học bố cả thật kìa. Bố cô. Trời ơi. Cô thấy bị giỏi không? Biết phụ mẹ hết trơn luôn. Ô ta chưa. Biết phụ mẹ hết luôn mà. Để Bi ơi, Bi muốn ăn gì? Ừ. Mẹ té đau quá Bi. Dạ, xin chào đi. Sao có chỗ ăn? Ăn đi con. Dạ, ăn đi. Ăn cùng con có nhà nhau cô chú. Trời, nhìn thấy ngon mẹ, quá. Cái này mẹ không thấy hả mẹ? Ừ, con ăn đi để em trộn trộn lên cho nó thấm thấm nè. Con ăn bạch tuộc nè. Ngon. Ngon dữ ta. Ừ. 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 Có gà không? Bi ăn gà không? Bi là giống loại lắm ăn nè. Có gà ăn mới ngon. Gà ngon nè. Có gà ăn khác liền á.
Ngon. Giờ biết ăn cái đó không được. Ừ, có ăn mặt trộn đây. Không biết, tôi ăn mặt trộn. Tại không thích. Thế đấy. Không ngon. Ở trong đó coi nè, thiết tương nắng dế xin cho cùng người bự lắm giúp cho một người đi. Hồi nào hôm nay là bằng khác làm rồi, ngày mai là bị làm coi ở trường luôn hả? Nó hay là đi chỗ khác coi, coi ở trường. Ở trường có luôn hả? Nó ở trường có cháu được, có thằng cô được, coi Iyagi được, dế coi nhân quốc được, coi làm nhiều lắm được. Tâm rằng thực tế ba nhớ nói mình năm chứ ba kim chi do phải không kim chi. Igonen pham kim chi bẹt sài bảy. Aba, ngó ba ba yo. Mẹ bẹt là pham kim chi bẹt sài. Nói mà nào, mày chính kinh rồi. Trời, bi mất ba nghe chú. Ôi ôi ăn kìa. Ăn cái thèm luôn. Đó, kim chi là món ruột của bi á. Này cái này là có kim chi nó đỡ ngán á. Mình á thì khoái ăn kim chi chua nha. Trời, ba bi sắc miếng thịt bự quá à. Apa. Ừ. 고기가 너무 커서 저 입에 안 들어가서요. 우리 눈만한처럼 그 가위 좀 주세요. 그냥 뭐야? 그냥. 이거 내 유천 가기 전에 또 먹고 가야겠다. 너 때는 안 그런 게 좋아, 너 참 좋아. Mẹ, cái này tôi mở ra là mẹ cắt cho nha mẹ. Mẹ nói nè. Cái này ăn nè. Nào con ăn đi, mẹ cắt cho nè. Cái đó là gụ gạo á cả nhà. Makgeolli á, Makgeolli Hàn Quốc. Cái này là uống là phải uống cùng với cái chén bằng chén thiết, kiểu chén bằng vàng nó uống mắc ly á. Chứ không phải là uống ly nữa, nhà mình không có uống ly đi. Uống rượu gạo là trời mưa hay uống rượu gạo đó. Mẹ nghe thời tiết là tối nay có tuyết rơi ở trên núi Halasan nè Vi. Nhưng mà ở dưới này không rơi, rơi trên núi không à. Nghe dự báo thời tiết gì? Ta đi núi rồi chứ. Bậy, trời ơi leo đó xỉu. Ờ, 지금 눈 엄청 많이 와서 못 올라가. 많이 와? 어, 대설주의보. 응. 얘네 눈이 nhiều lắm luôn. 추워서 우리 얼어 죽어요? 어. 엠. 응? 막걸리 먹어봤어? 응. 아, 그건 안 돼. 미안. 미안. 한 달 넘었네. 너무 안 가. 조금. 고울라 한 번. 다 이봐, 요. 아, 차가워. 고울라 한 번 được. 안 biết uống là không ngon. Ai biết uống thì mới ngon được. 오. 맛? 나. giờ chuẩn bị mùa đông rồi đó cả nhà. Chuẩn bị lạnh rồi nè Bi ơi, mẹ sợ quá. Đông đến là sợ, tại mình chịu lạnh dở lắm. Chờ chờ chờ, mẹ xin lỗi mẹ. Nó hồi phải giặt nè, thấy chưa, giặt không ra nữa nè. Ăn đàng hoàng nha. Dạ.
Mẹ ơi. Ơi. Ba ơi. Ba. 저번에 우리 헤르자 갈 때, 헤르자로 갈 때쯤 그 집 앞에 사람 술 취했잖아요. 그것처럼 많이 먹지 마세요. 어, 술 아빠 많이 안 먹을게. 딱 한 잔만. 한 병만. 딱 이만큼만. 이거 한 병만. 나 uống rượu á. Mà sợ uống nhiều quá té dọc đường á. Tại vì á, hồi lúc trước ở bên nhà cũ á, Bi thấy vậy á. Bi thấy con người á té lăn lóc ngoài đường á. Thành ra tới giờ là sợ. Bi sợ đúng không? Ba, đi, ba xin quỳ. Đi gọi cảnh sát đúng không? Ta gọi cảnh sát đúng không? Lần này bà nội đi qua cái nhà là tự nhiên qua đột xuất á, là lý do là qua để quay cái chương trình là mẹ chồng nàng dâu á cả nhà. Nhưng mà cái chương trình đó mình chưa phát sóng, khi nào có phát sóng lên á cả nhà vào xem nha. Lúc này mình thấy nhiều người quay ghê luôn á. Ôi chú má ơi. Được rồi con, được rồi, được rồi. Làm nó nữa. À mà không. Mày gói bự quá mày ăn không được. Ăn đi. Con ăn đi. Bèn xăm chồng. Thứ tao rồi, thứ tao rồi. Cái món này ăn á, còn một chút xíu á, còn dư lại một chút xíu, mình xào với cơm. Bị ăn dao nữa. Em ơi. Bị giỏi quá. Đâu là sao mà ăn sao 먹잖아, 알지? 응. 요즘 비싸서 맛있어. 비싸면 좋은 거 아니에요. 돈 다 떨어져. 알죠? 아 이거 싸세요. 아빠. 아, 나, 아, 다. 와. 그야. 응? 아빠 이걸 마시고 먹으려고 했는데. 잠깐 그랬더니 엄마를 줘. 죄송합니다. 죄송합니다. 이것도 봐, 하여, 이것도 봐. 꺼져, 밤에. 꺼져, 녀, 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 안 녀, 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 오. 그래. chắc đẻ con chờ giây phút này á. Cô tôi cái này nó quá giống AC mà. Mẹ. Ừ. Bị ngày mai là mẹ bo không vai pi vai thôi, nó AC mà. Trời đất. Có làm được không? Dạ. Ông mang vô đi cô. Apa nó không sai cô. Sai cô chỉ cô mà thôi cô chỉ đợi cô. Ok cô, ok cô. 난 계속 놀았으니까 저도 좀 일을 해야지. 엄마 언제 요리했어? 기억이 안 나. 하긴 했는데. 야. 오케이. 엄마 안 먹게. 안. 매일 남자 오면. 응. 너 thử 해. 치킨. 달려. 소리. 아빠 치킨 소리 줘줘. 으으으. 네, 하면 돼, 하면. 네, 니가 말 안 맞냐? 야. 아빠, 내일 저 혼자서 찍을 거야. 대박. 야. 니가 말 뭐죠, 건가냐?
Mua cho con gà tự quay nha. Có cô chú kìa, bị hứa mai bị không làm là kỳ lắm mấy em. Ngày mai Bi sẽ mất ban con gà cả nhà ơi, con gà chiên. Cô chú ơi, hôm nay là Bi chơi mà mẹ la Bi quay quay mẹ nắng Bi ở đây nãy Bi cho con mẹ nắng quay quay Bi nào Bi khóc mà mẹ lấy cái cây ba lần rồi Bi nào Bi xỉu luôn rồi Bi muốn xỉu mà mẹ là đẹp rồi Bi làm cho mẹ mà mẹ xấu quá Bi không được rồi. Đánh nó rồi nó cũng vẫn thương mẹ nó. Mẹ không thương. Lì á, lấy cây. Lấy cây đánh cái sợ. Cái xong cái khóc xong rồi cái chạy vô phòng nó lấy cuốn sách. Sách tiếng Việt Nam nó học, ngồi học. Kiểu như á, làm vậy cho mẹ thương lại. Sợ mẹ không thương á. Học tiếng Việt Nam á cho mẹ thương rồi cái vẽ rồi cái nói mẹ ơi con đi học tiếng Anh con học giỏi lắm, con học đàn con cũng học giỏi lắm, kiểu khoe thành tích á cho mẹ hết giận, biết nịnh như lắm. Mà Bi á có cái tật là giận không được lâu. Hiểu, đừng có nói là cô chú không thương Bi, đừng có nói. Giận không được lâu. Mẹ không nói xấu đâu, mẹ nói thiệt. Mẹ nói thiệt coi chứ mẹ không nói xấu. Là giận lên chút xíu à. Làm gì sai ba mẹ la cái khóc gì đó chứ hồi chừng 1 2 phút thôi. Là trong phòng đi ra là nói là mẹ ơi con muốn xin lỗi ba quá. Nếu như mà ba la cái nào con đi xin lỗi đi, cái là đi ra xin lỗi ba liền. Chứ không để lâu. Nãy mình cầm cái cây đi vô phòng đó là ba Bi thấy là đi theo liền. Thôi mẹ cầm cái cây, cái này là cái cây rồi phải không mẹ? Cái này mẹ cầm coi mẹ. Mẹ làm nắng Bi đi. À bà phố rất là cái thứ. Nè nè, làm đi mẹ. Mà được rồi. Không phải làm gì, mẹ là Bi. Để mẹ nói chuyện cô chú cái. Đừng cái muỗng ăn cơm con. Là ba Bi thấy mình cầm cái cây đi vô gần Bi đó là đi theo đích đi theo là ở đầu nói lại la thôi em đừng đánh, sợ mình đánh á. Mình thì có cái tật là mình hay hét lắm. Lì đó là mình hét. Nhưng mà cầm cây nhá vậy đó cũng ít cái khi nào đánh lắm. Giống như là la cho sợ thôi. Chứ không có ít đánh. Bi xin chào tạm biệt cô chú đi. Xin chào tạm biệt cô chú. Và bài tiếp theo hôm nay nắng như cô hỏi chán không Bi nha. Bye bye. Bi xin lỗi mẹ, ba xin lỗi ba. Vụ gì? Xin lỗi cô chú. Cái vụ gì? Mẹ ba. Cái vụ gì? Mẹ ba là Bi. So quá Bi, rồi Bi không nhớ lời Bi xin lỗi. À bánh nha. Bác đưa vô chùa luôn quá, mệt chết luôn. Cả nhà, bye bye cả nhà. Bye bye.